Xin chào các khán giả của Kỷ Nguyên Huyền Bí. Các bạn đã bao giờ dạo chơi trên biển và vô tình nhặt được một món đồ vô cùng giá trị chưa? Nếu có thì xin chúc mừng, bạn quả là một người vô cùng may mắn đấy. Còn nếu không thì đừng buồn, hãy tiếp tục tìm kiếm nhé, vì trên thế giới đã ghi nhận rất nhiều những vật kỳ lạ từng dạt vào bờ biển. Hãy cùng chúng mình xem những thứ lạ thường ấy là gì nhé. Số 10. Các mảnh vụn tên lửa. Các mảnh vụn tên lửa này đã được tìm thấy trên một bãi biển ở Nhật Bản vào năm 2016. Có lẽ đó là một phần của tên lửa Bắc Triều Tiên được phóng lên. Ngay sau đó thì các nhà chức trách địa phương đã được thông báo và tiến hành thu thập để phân tích mẫu vật này. Số 9. Container. Sau khi tàu chở hàng của Napoli bị đắm vào năm 2007, một vài chiếc container đã được cuốn trôi vào bờ Devon, nước Anh. Rất nhiều người dân đã đổ xô đến bãi biển để tìm kiếm hàng hóa trong các thùng chứa. Trong đó có người tìm được thùng rượu, chiếc ghế sofa, thậm chí có người may mắn hơn khi tìm thấy một chiếc xe máy phân khối lớn. Số 8. Ống khổng lồ. Rất nhiều chiếc ống khổng lồ có đường kính 6,5 feet, tương đương với khoảng 2 mét đã rơi xuống biển trong quá trình vận chuyển. Người dân Norfolk vô cùng ngạc nhiên khi thấy chúng trên bãi biển vào tháng 8 năm 2017. Trong số những đường ống ấy, chiếc lớn nhất có chiều dài lên tới 500 mét. Số 7. Mắt của một sinh vật không xác định. Vật thể bất thường này đã được tìm thấy trên một bãi biển ở Florida vào năm 2012. Hiện nó vẫn đang được các nhà khoa học nghiên cứu và phân tích. Nhưng theo công bố mới nhất, họ vẫn chưa rõ con mắt này thuộc về loài sinh vật bí ẩn nào. Số 6. Đồ chơi Lego. Một khối đồ chơi Lego khổng lồ khoảng 8 feet đã được cuốn trôi vào bờ Zandvoort, Hà Lan. Lúc đầu, người dân dựng nó lên và bắt đầu chụp ảnh với nó. Người ta vẫn chưa biết khối Lego khổng lồ này đến từ đâu và chi nhánh Hà Lan của Legoland khẳng định họ không liên quan gì tới nó. Số 5. Một khối xúc xắc. Khối xúc xắc khổng lồ này được tìm thấy ở Idaho vào tháng 3 năm 2017. Không rõ người chế tạo ra nó liệu có phải dành cho người khổng lồ sử dụng hay không nữa. Số 4. Các mảnh vỡ của tàu vũ trụ. Năm 2015, công ty SpaceX của Elon Musk đã phóng một tàu vũ trụ vào không gian. Và vào cuối năm này, các mảnh vỡ của nó đã được tìm thấy trên bãi biển ở Bahamas. Số 3. Trứng Kinder. Vào tháng 1 năm 2017, trẻ em ở Languk, một hòn đảo ở Đức đã vô cùng sung sướng khi thấy hàng ngàn quả trứng Kinder và đồ chơi Lego được cuốn trôi vào bờ biển. Nguyên nhân được tìm ra là do một chiếc tàu chở hàng đã bị mất vài container trong một cơn bão và chúng đã trôi đến bãi biển này. Số 2. Đồng hồ đo lưu lượng. Vật thể bí ẩn được tìm thấy trên bãi biển Ireland không phải là một chiếc UFO, mà nó là một máy đo siêu âm Doppler, một thiết bị giúp đo tốc độ dòng chảy ở sâu dưới đại dương. Số 1. Vật thể không người lái. Năm 2008, một vật thể quân sự đã được tìm thấy trên bãi biển ở Scotland, đó là một mục tiêu không người lái. Hình dáng của nó trông giống như một chiếc ngư lôi. Người ta đoán rằng đó là vũ khí chiến lược của Anh đang được thử nghiệm. Bạn thích món đồ nào nhất trong danh sách trên? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần comment bên dưới nhé. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.